Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. MU bất ngờ có cơ hội ở thương vụ De Jong. MU duyệt chi 100 triệu euro mua tiền đạo. Erik ten Hag đang trong nguy cơ bị sa thải. MU bất ngờ có cơ hội ở thương vụ De Jong. Frenkie De Jong từ lâu là mục tiêu của MU. Tuy nhiên, khả năng thương vụ xảy ra trong ngày 2024 là không cao. Trước những đồn đoán liên quan tới tương lai của De Jong, giám đốc thể thao Diego khẳng định sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cậu ấy còn hợp đồng. Các câu lạc bộ lớn đều muốn giữ chân những cầu thủ tốt nhất. De Jong là một trong những cầu thủ hàng đầu của đội. Cậu ấy quan trọng đối với hiện tại và tương lai của Barcelona. De Jong nỗ lực có mặt ở đây và nhận được sự tôn trọng của người hâm mộ lẫn nhiều người. Chúng tôi biết mình muốn làm gì và thật sự trông cậy vào tài năng của cậu ấy, cựu tiền vệ Bồ Đào Nha nói thêm. Trước đó, De Jong tức giận khi bị đồn đoán tương lai. Gần đây, tôi hơi cáu với những gì truyền thông đưa tin, ra nhiều điều không đúng sự thật được thêu dệt. Với Barca, tôi đang rất hạnh phúc. Tôi nói điều này rất nhiều lần rồi. Barca là câu lạc bộ trong mơ và tôi muốn gắn bó với đội thêm nhiều năm nữa. Theo Marca, người đại diện Ali Dawson đã tổ chức những cuộc nói chuyện với ban lãnh đạo Barcelona. Đây là tín hiệu cho thấy tiền vệ người Hà Lan có thể sớm được gia hạn hợp đồng. Hè năm ngoái, ưu tiên hàng đầu của Ten Hag là cải thiện hàng tiền vệ. Song, nàng thơ của Ten Hag là De Jong liên tục từ chối đội bóng nước Anh. Sau khi Jurgen Radiford tiếp quản mảng thể thao, Quỷ Đỏ được cho là sẽ khởi động lại kế hoạch theo đuổi De Jong. MU hứa hẹn sẽ đứng trước cuộc cải tổ lớn, đặc biệt ở hàng tiền vệ. Casemiro, Christian Eriksen và cả Sofian Amrabat khả năng rời Old Trafford sau mùa giải này. Dù vậy, MU phải chuyển sang mục tiêu khác khi De Jong kiên quyết ở lại Camp Nou. MU duyệt chi 100 triệu euro mua tiền đạo. MU sẵn sàng chi tới 100 triệu euro để ký hợp đồng với chân sút số 1 giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha là Victor Gyökeres của câu lạc bộ Sporting Lisbon. MU tính chi 100 triệu euro mua tiền đạo hiệu quả hơn cả Mbappe, Kane và Haaland. Vào mùa hè năm ngoái, Victor Gyökeres gia nhập Sporting Lisbon từ Coventry với giá khoảng 20 triệu euro. Chân sút người Thụy Điển ngay lập tức thể hiện màn trình diễn bùng nổ với 30 bàn thắng và 11 pha kiến tạo sau 33 lần ra sân trên mọi đấu trường. Số hiệu đưa ra mới đây từ hãng thống kê Opta cho thấy Gyökeres ghi dấu giày và nhiều bàn thắng nhất trong số các tiền đạo thi đấu ở châu Âu mùa giải năm nay. Ngay cả những Kylian Mbappe, Harry Kane, Erling Haaland hay Jordan Bellingham đều đã bị tiền đạo người Thụy Điển vượt qua. Vị trí thứ hai trong số những tiền đạo ghi dấu giày và nhiều bàn thắng nhất tại giải châu Âu tới thời điểm hiện tại thuộc về Mbappe và Luc De Jong khi cùng ghi dấu ấn vào 39 pha lập công. Với Mbappe, tiền đạo người Pháp ghi 32 bàn và có 7 đường kiến tạo, còn De Jong có 28 bàn và 11 đường kiến tạo. Gyökeres cũng bỏ xa những người khác như Kane in dấu giày ở 37 bàn, Salah 29 bàn, Lautaro 28 bàn, Haaland 28 bàn hay Bellingham 28 bàn. Tính riêng tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha mùa này, Gyökeres đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 17 pha lập công sau 20 trận. Theo Fichajes, chứng kiến khả năng săn bàn ấn tượng của Victor Gyökeres, MU sẵn sàng chi 100 triệu euro để ký hợp đồng với tiền đạo 25 tuổi vào kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024. Mức giá này vượt xa 72 triệu euro mà MU mua Rasmus Højlund từ Atalanta ở hè 2023. Hiện Højlund cũng đang thể hiện phong độ cao khi ghi 7 bàn thắng trong 6 trận Premier League liên tiếp. Trên mọi đấu trường mùa này, anh đã ghi tổng cộng 13 bàn. Tuy vậy, HLV Erik ten Hag được cho là muốn tăng cường một tiền đạo vào mùa hè để chia lửa với Rasmus Højlund. Trong bối cảnh các chân sút khác như Marcus Rashford hay Anthony Martial đều sa sút phong độ. Thậm chí, Ten Hag dự tính chuyển sang sơ đồ hai tiền đạo nếu sở hữu Gyökeres. Như vậy, những Rashford, Garnacho hay Anthony sẽ gặp rắc rối lớn, còn Sancho và Anthony Martial thì chẳng cần quá lo bởi họ chắc chắn phải rời MU sau khi mùa giải này hạ màn. Việc bán Sancho, Casemiro hay chia tay Varane, Martial sẽ giúp MU thu về một khoản phí và tiết kiệm lớn quỹ lương để có thêm tiền mua tân binh. Erik ten Hag đang trong nguy cơ bị sa thải. Erik ten Hag từng là huấn luyện viên được đánh giá cao khi kiến thiết nên một Ajax cực kỳ lợi hại với những cái tên trẻ xuất sắc. Nhưng hiện tại, huấn luyện viên người Hà Lan đang phải trong cơn bĩ cực
khi ông vẫn chưa thể tìm ra công thức cũng như giải pháp tốt nhất để Manchester United có thể trở lại vào thời hoàng kim, hoặc chí ít là vị thế của một ông lớn ở Premier League. Manchester United đã trở lại mặt đất sau 5 trận toàn thắng trên mọi đấu trường khi để Fulham đả bại 1-2 ngay trên sân nhà. Một thất bại không chỉ khó nuốt với người hâm mộ quỷ đỏ, mà ngay cả huấn luyện viên Erik ten Hag cũng khó có thể chấp nhận công việc của ông lại mang đến hiệu quả thất thường đến như thế. Một Manchester United vô hồn, thiếu địa chỉ để chuyền bóng khi tấn công đã được thể hiện hoàn toàn rõ ràng ở lượt trận cuối tuần qua. Nhất là khi Casemiro phải rời sân ở hiệp 2, thì Manchester United gần như đánh mất hoàn toàn tuyến giữa. Hình ảnh Erik ten Hag bất lực đứng ngoài đường pitch có lẽ là hình ảnh sẽ còn nhắc đến nhiều khi ông không còn quân bài nào có thể thay đổi thế cục trận đấu. Việc dồn lên tấn công để tránh sức ép từ đối thủ có lẽ là cách duy nhất mà huấn luyện viên người Hà Lan có thể bám víu hy vọng khi hàng thủ và hàng tiền vệ gần như đã không thể kiểm soát tình hình. Lỗi chơi kiểm soát và triển khai từ hàng thủ là điều mà huấn luyện viên người Hà Lan hướng đến, nhưng với đội hình chưa bao giờ ra sân với lực lượng đầy đủ kể từ đầu mùa đang khiến cho mọi thứ dần chỉ hướng. Khâu ghi bàn của Quỷ Đỏ chỉ vừa được giải quyết gần đây khi Højlund bắt đầu thông nòng, nhưng niềm vui ngắn chẳng tay gang khi cầu thủ người Đan Mạch gặp chấn thương phải nghỉ từ 2 đến 3 tuần. Hậu quả ngay lập tức đến với Manchester United khi Rashford cho thấy anh không hợp chơi ở trung phòng, còn Garnacho thì không phải là cầu thủ đủ đẳng cấp để chơi ở cả hai cánh. Nhưng huấn luyện viên Erik ten Hag cũng không còn quân bài nào khác khi ngay chính trò cưng của ông là Anthony cũng bị chính ông đánh giá thấp hơn cả Foden hay Diallo. Erik ten Hag thật sự đang thiếu sự linh hoạt và khả năng điều chỉnh chiến thuật theo từng thời điểm của trận đấu. Nhưng nếu muốn thì huấn luyện viên người Hà Lan cũng không có gì để có thể giúp đội bóng của ông chơi tốt hơn. Kể từ đầu mùa, Manchester United phải vừa chơi vừa khắc phục các điểm yếu của mình từ vị trí thủ môn cho đến tiền đạo. Một thất bại sau chuỗi 5 trận thắng có thể vẫn chưa đủ để khiến chiếc ghế của Erik ten Hag lung lay, nhưng nếu cuối mùa Manchester United vẫn trắng tay và không có được tấm vé dự Champions League thì tương lai của ông tại sân Old Trafford khó có thể đảm bảo. Erik ten Hag phần nào đã đem lại những tin hiệu tích cực ở mùa giải 2022-23 khi giúp Manchester United đứng trước cơ hội ăn ba với kết quả cuối mùa là danh hiệu Carabao Cup, danh hiệu đầu tiên kể từ sau thời Mourinho, và trở lại với Champions League. Nhưng những lùng đục nội bộ và chất lượng đội hình đang khiến cho định hướng của huấn luyện viên Erik ten Hag càng thêm lung lay. Hiện tại, tình hình của Erik ten Hag đang trong cơn bĩ cực khi đang mất nhiều trụ cột như Martinez, Shaw, Højlund, Mao và những cầu thủ còn lại không thể đáp ứng được chiến thuật đang khiến cho huấn luyện viên người Hà Lan khó khăn trong việc tìm đường đến hồi thái lai của mình. Bản tin bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!